con lúa mạch nhìn lên trên trán của chính nó. Điểm nổi bật của con cá là cái đầu có thể nhìn xuyên thấu và đôi mắt màu xanh lục phát sáng bên trong. Nó có thể nhìn lên trên trán của mình để tìm con mồi. Nói về một siêu năng lực, nếu con người có thể làm được điều đó, tất cả chúng ta sẽ nỗ lực để có những trần nhà thú vị hơn. Cây lúa mạch là một cảnh hiếm gặp. Tổ chức này cho biết các phương tiện điều hành từ xa của MBAI là Ventana và Dog Cricket đã ghi lại hơn 5.600 lần lặn và ghi lại hơn 27.600 giờ video. Tuy nhiên chúng tôi mới chỉ bắt gặp loài cá này 9 lần, tổ chức này cho biết. Sinh vật biển sâu đã quen với việc hoạt động trong bóng tối và đôi mắt khác thường giúp nó tìm kiếm thức ăn trong những điều kiện đó. Các nhà nghiên cứu của MBAI đã phát hiện ra loài cá này ăn thạch và có chiều dài tối đa là 6 inch 15cm. Hai vết lõm nhỏ trên mặt của nó thực chất là cơ quan khứu giác, về cơ bản là lỗ mũi. Cá lúa mạch đã là loài cá mê hoặc các nhà nghiên cứu của MBAI trong một thời gian. Ban đầu, các nhà khoa học nghĩ rằng đôi mắt hình ống của cá chỉ có thể nhìn lên phía trên đầu của cá. Nhưng một bài báo xuất bản năm 2009 đã mô tả cách đôi mắt có thể xoay bên trong tấm chắn trong suốt để nó cũng có thể nhìn về phía trước. Điều đó cho phép con cá theo dõi những gì đang đi vào chiếc miệng xinh xắn của nó. Chúng tôi đã nhìn thấy một số đu di thực sự từ sâu. Tôi đang nhìn bạn. Siphonophore khổng lồ, nhưng lúa mạch có thể là một trong những loài kỳ lạ đáng yêu nhất trong nhóm. Đây là để nhìn qua bạn, anh bạn nhỏ. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.